Magic shot! Connecting. Magic Archer gets another shot! Martin trying to get Graveyard on tower! Poison gets down! 784! 1 HP! 1 HP! Oh my god! Oh my god! Surgical Goblin does it! Hello. Hello, chuyện dần bản quyền. Hello rồi, nhớ rồi. Hôm bữa vừa nhắc xong. Hello, xin chào. Hello, welcome back my channel. Hello, my friend. Hello, my friend. How are you today, man? How are you today? Hello, xin chào. Hello. Give me a like, share video. Thank you so much. Support Jason. Support Jason. Support. Give me a like, share video. Cô gỗ chưa anh em chưa một cây. Lâu nay mấy hôm nay anh cũng chào được mấy cây nào. Hello, English please. Sorry, I don't understand Spanish. Give me a like, share video. Thank you so much. Jason. Là bọn mình làm lại em được sticker, không được có gỗ cuối cùng quá đen. Oh my god, no. So I think we try. Hello ông ơi, mới xem bóng về à? Xem live luôn, mất đi bóng đã vào đầu đấy. Hello, xin chào anh em quay trở lại với kênh của mình. Hello. Phải buôn sai cô. Em hero fan. hello. Đã sinh nhà anh à, mưa lạnh kìa. Ô, hôm nay cũng lạnh. Gió mình như mình 8 độ sao. Nói chung là hôm nay cũng tê hơn tê phết đấy. Give me a like, share video. Welcome back my channel. Love you guys. We have listen here. Hot cycle with Royal Zen Lightning. You need lock. Only one hit hop. Come on. The super hop faster. Fireball coming. No. Hey, Felisa, get me a giant balloon deck. I think you can try a giant balloon double millions. Trời mát mà mặt bao vẫn thấy mát. Woo, very nice defense. Wow, timing cực kỳ tốt. Đó cho not popular, yeah. It's a long time. I didn't upload the video on my channel, so the most viewer leave my channel. So my channel not popular. It's a long time. Jason coming. Woo! Triple skill.
Ooh, and the lap 5 one coming. Unbelievable. Jason, một tài năng mới mà phải nói là đứng thứ 3 hiện tại, có lẽ là thứ 2 rồi. Lucas Beer. It's a long, long time, Lucas Beer. Yeah, Lucas Gamer, of course. Wait. Oh my god, hot cycle. Hey, Minh Chen. Greetings from Vietnam. Okay, I think right now, yeah, no, not hot cycle. Not hot cycle with Canon. I think hot cycle with a squid mini Pekka. Which we made the work and hero. Ali, welcome back to my channel. Nghe nói là thằng sự này méo nép được ấy sự của em á. Trên sau mùa chưa có một cái thông tin về ba lần mới mà. Okay, right now I think you try Muscati, Mimimica and Earthquake. So I think easy win because Earthquake and Hawk Super Combo destroy every building. No, Earthquake. Oh no, Workbreaker. Hey. It cannot defend. Muscati, Earthquake and Snowbone, I think. And the last Green Mocha. I think it's the Rocket. À, Twitter. Trời ơi. Yes, Earthquake Super Combo with Snowbone, nicer. And one hit, two hit, nicer. Ooh, we good defense with one, two, Elixir Golem and IC Freeze and Skeleton. I can't believe it's Earthquake. Wow. And he missed the Big Mocha, he missed the Bomb Tower. Okay, GG. Hello, how are you? I'm good, bro. Viện cớ và user rate tức là cái lượng người dùng đúng không? Nói chung là cái này là gọi là tạo ra một meta cho nó rồi. Nói chung là nó muốn tạo ra một cái meta thì hướng của nó rồi. Ok, GG. Congratulations, Lucas Gamer. I have one word to for Lucas right now. Wow. Holy wow. Oh. Meta. Đúng là Earthquake cũng chỉ được cái debut Bob Tower. Quá tuyệt vời. Ok, let me check Jason. Top 6. Oh. And Lucas, my friend. Curious. Legend is his chasing game. Okay, let's go. Oh, Luke. Lúc này là ai chơi ta, mình không nghĩ là lúc ai chơi ta. Mấy hôm nay cũng chả đánh hết rồi, mình hơi bận một chút. Ok, look and VS Macario. Zlatka, Firebone and Electro and Firebone, it's like so hot, what is this season? And Macario, Hawk, oh no, it's a chain, Hawk. Hey, minor.
So I think they keep, I try keep fireball for kill magic archer, I think. Because almost chop material deck destroy by magic archer. Không, hiện tại bây giờ mình không đánh đâu, mọi người nếu mọi người không đánh, mọi người không mình sẽ không đánh trong thời gian này. Top Lander họ đang online. Giờ này mình thứ nhất chủ nhật thì mình cũng không muốn đánh. Tại vì là những cái lúc stream của mình thì nó cũng hay bị tụt view ạ. Đợt này thì mình muốn là nhờ kéo là quay trở lại kênh của mình thôi. Happy New Year Vietnam team. Hope you develop. Ok, thank you. Vãi cả bọn thôi. Support my careers. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, very nice fireball. Wow. Wow. And magic angel coming. Wow. Minor period. Nice. Okay. So I yeah. Mortar here. Mortar here. Oh, stop. He try defend and the push for minor here. Fireball coming. I think fireball coming. This time fireball. No need lock first. Okay, he need try two fireball. Woo, what's that? Nine fireball. Very nice. Minor coming. Nice. And lock, and five wound. Wow. Smart girl, always good player. Okay, gamer, where are you now? Jason, not Tooth. Thôi, biết vậy. Lúc lắc lúc. Oh, Jason, what are you doing? Oh, Jason win. Holy. Oh, wow. Jason win. Đúng rồi, tôi cứ phó chuyện Zombie spam bởi vì là wow, Jason win. Ây. The new idol, Jason. Chưa giờ mình nghĩ Jason lại OP như vậy. Wow, có 4 OP. Check the TV Royals. So yeah, I think you try top one. Let me check my careers. Hey, listen, I meet your the last game. Come on, no, you win Mosey. No. I meet your gameplay. Okay, right now, welcome back, listen on my channel. Have a nice day, listen. He always good, and I think Jason he will try become to number one of Hot Cycle player in future, I think so. Okay, the same deck, come on.
I didn't try a high ball coming. No, no, no. Thế mới bảo là thế nếu các bạn cứ try hard cố gắng thì mọi người. What's the low Facebook? I forget his Facebook. Please check on my friend list. My Facebook link below description. If you want check. Okay, the same deck, the same. Lama chắc he win. I remember Mogun, I know I won. He play with that one time. Good, good job, classic version. On time. Hello, mấy cái bạn được pro school á? Ai vậy? Người ấy là ai? Ồ, đặt bạn ít chọn ở phần tiếp qua một vị hai hit của bạn ít liền. Ooh, nine whip, à đâu nine game của bình gang. Ông đó tên là Legendary 22 á. Tốt bao nhiêu vậy? Mình không để ý lắm. Okay, right now I just try defense and I think Mogun he puts I think he puts here the mother put here and thằng Ego là thằng Nick Fake đấy, không phải Nick thật đâu, nó đâu, nó xanh con Nick Fake của nó đấy. Nick Fake không phải con nó mà là có thằng khác nó tạo Nick Fake đấy. Anh em kết bạn ở đây làm gì, mình có kết bạn nó có liên quan đâu. Nó kiểu nó là lập nick trong đấy kiếm fan nên thì kiếm người follow. Ok, very nice. Mượt quá. Anh quá mượt luôn. Hey, I'm here. Welcome back my channel. Happy New Year, falling, dropping. Oh, no, sorry, I forget. Merry Christmas coming. We have over today. Làm tiếng nhạc á, đợi chút. Mình muốn từ một chút. Nhạc này chỉ có một vài bài. Đấy gì meta đây nè, đây là meta này, Mogun đấy. Đây là meta này. Yes, hello. Deck Fireball là meta, Grand Rider Fireball này nó là meta, tuy nhiên này nó lại không ăn được những cái deck bait này, kiểu này. Mấy deck bait kiểu này nó lại rất hay ở cái chỗ là nó có một cái Fireball để giết được con Ma Sia chơi. Thì cái nếu mà các bạn không giết được con Ma Sia chơi thì gần như là các bạn thua một đồng deck này. Nên là việc mà Macarius chuyển sang đánh Miner sẽ hợp lý hơn. Ok, Lucas Biel. Lucas Biel. Hi bro. Wow, very good defense, but a little bit mistake. Hey Jonas. Hey. Black Panther, wow. He play very, very, very good. No earthquake, I think. Yeah. Go with Black Panther. I don't know who is pushing. I don't know. No. Walk breaker. No. Okay. Yeah, the last, yeah. Welcome by my mods on my channel. Minago.